Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Cách lâu ngày, trong năm thứ ba, có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Ê-li rằng: Hãy đi, ra mắt A-háp, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Vậy Ê-li đi ra mắt A-háp. Vả tại Sa-ma-ri có cơn đói kém quá đỗi. A-háp sai gọi Áp-đia là quan gia tể mình. Áp-đia rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Xảy ra khi Giê-sa-bên diệt hết các đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì Áp-đia có đem 100 đấng tiên tri đi giấu trong hai hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. A-háp nói với Áp-đia rằng: Hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu cho ngựa và la còn sống, không phải diệt hết các súc vật ta chăng. Vậy hai người chia xứ đặng đi tuần. A-háp đi một mình con đường này và Áp-đia đi một mình con đường kia. Áp-đia đang đi đường thì gặp Ê-li ra đón mình. Áp-đia nhìn biết người, sấp mình xuống đất mà thưa rằng: Hỡi Ê-li chúa tôi, có phải ông chăng? Người đáp: Ừ, phải ta. Ngươi hãy đi nói với chủ ngươi rằng Ê-li ở đây. Áp-đia tiếp rằng: Tôi có phạm tội gì mà ông muốn phó kẻ tôi tớ ông vào tay A-háp hầu cho người giết tôi đi? Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của ông mà thề: Chẳng dân nào, nước nào mà chủ tôi không sai đến tìm ông. Và khi người ta đáp rằng Ê-li không có đây, thì người bắt nước bắt dân ấy thề rằng không ai gặp ông. Mà bây giờ ông lại nói với tôi tớ rằng: Hãy đi nói với chủ ngươi Ê-li ở đây, rồi khi tôi lìa khỏi ông, sẽ có thần của Đức Giê-hô-va đem ông đi nơi nào tôi chẳng biết. Vậy khi tôi đi thuật lại cùng A-háp mà người không thấy ông, ắt sẽ giết tôi đi. Vả kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi thơ ấu. Khi Giê-sa-bên giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì tôi có giấu 100 tiên tri của Đức Giê-hô-va trong hai hang đá, mỗi hang 50 người, dùng bánh và nước mà nuôi họ. Người ta há không có thuật điều đó cho chúa tôi hay sao? Và bây giờ ông biểu tôi: Hãy đi nói với chủ ngươi rằng Ê-li ở đây, người ác sẽ giết tôi đi. Ê-li đáp rằng: Ta chỉ sanh mạng Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ta phục sự mà thề rằng, chính ngày nay ta sẽ ra mắt A-háp. Vậy Áp-đia đi đón A-háp và thuật lại cho người. A-háp bèn đi đón Ê-li. Vừa khi A-háp thấy Ê-li thì nói rằng: Có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Ê-li đáp rằng: Chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bèn là vua và nhà cha vua. Bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba-anh. Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri của Ba-anh và 400 tiên tri của ác tặc Tê ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc-mên. Vậy A-háp sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri đến núi Cạc-mên. Đoạn Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Bây giờ Ê-li nói với dân sự rằng: Trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ một mình ta còn lại, còn các tiên tri Ba-anh số là 450 người. Vậy hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từ miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi nhưng không châm lửa. Đoạn hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng:
lời nói rất phải. Eli bèn nói với những tiên tri ba anh rằng, hãy chọn một con bò đực làm nó trước đi vì các ngươi đông, rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi, nhưng chớ châm lửa. Vậy chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó, rồi từ sớm mai đến trưa chúng cầu khẩn danh của ba anh và rằng, hỡi ba anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Khi đã đến trưa, Eli nhạo chúng mà rằng, khá la lớn lên đi, vì người là thần, hoặc người đang suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đang đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu lớn tiếng và theo thói lệ họ, lấy gươm giáo gạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dân của lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không cố ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng, hãy đến gần ta. Dân sự bèn đến gần người. Đoạn, Eli sửa lại cái bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Người lấy 12 hòn đá, theo số 12 chi phái của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng, Israel sẽ là tên người. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được 2 đấu hột giống. Rồi chất củi, xả bò tơ ra từ miếng và sắp nó lên trên củi. Kế người nói, hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói hãy làm lần thứ nhì, thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, cho đến đổi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Đến giờ dân của lễ chay ban chiều, tiên tri Eli đến gần và nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sấp mình xuống đất và la rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với chúng rằng, hãy bắt các tiên tri của ba anh, chớ cho thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ. Eli đem họ xuống dưới khe Ki-sôn và giết họ tại đó. Đoạn Eli nói cùng A-háp rằng, hãy đi lên ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy A-háp trở lên đặng ăn uống. Nhưng Eli leo lên chót núi Cạc-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn người nói với kẻ tôi tớ mình rằng, xin hãy đi lên ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem nhưng nói rằng không có chi hết. Eli lại nói, hãy trở lên 7 lần. Lần thứ 7, kẻ tôi tớ đáp rằng, tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Eli bèn tiếp, hãy đi nói với A-háp rằng, hãy thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. A-háp bèn lên xe mình, đi đến Gít-rê-ên. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, người thắt lưng, chạy trước A-háp cho đến khi tới Gít-rê-ên. Chương 19. A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Eli đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri ba anh làm sao. Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng, nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Be-e-sê-ba thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình lại đó, còn người vào đồng vắng,
đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng viên, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng: Hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người trỗi dậy ăn và uống. Rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Horeb, là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Hasa-ên làm vua Syria. Ngươi cũng sẽ xức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi làm vua Israel. Và ngươi sẽ xức dầu cho Elishe, con trai Sa-phát ở Aben-Mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Hasa-ên sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elishe giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối xuống trước mặt ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Từ đó Ê-li đi gặp Elishe, con trai của Sa-phát, đang cài có 12 đôi bò trước mặt mình. 9 người cầm đôi thứ 12. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, chạy theo Ê-li mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Ê-li đáp: Hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Ê-li-sê bèn lìa khỏi Ê-li trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cài làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Ê-li và hầu việc người. Chương 3. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-su mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu.
Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem lại nói, điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báp têm. Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến đặng chịu phép báp têm. Bây giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Và môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng, thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp têm và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng, ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói ấy không phải ta là đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng, ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất lên là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chương 4. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ri-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn Giăng. Kỳ thật không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bây giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa,
Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ phải đến, khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao Thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong le môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng, thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng, có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Khỏi 2 ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giê-xu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin.
Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi, con của người sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đàn, các đầy tớ người đến đó mà rằng: Con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ: Con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào? Họ trả lời: Bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng: Con của người sống, thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Thi Thiên 111. Hallelujah! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng. Công việc Đức Giê-hô-va đều lớn lao, phàm ai ưa thích ắt sẽ tra sát đến. Công việc Ngài có vinh hiển oai nghi, sự công bình Ngài còn đến đời đời. Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót, ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn. Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, đặng ban cho họ sản nghiệp của các nước. Công việc tay Ngài là chân thật và công bình. Các giềng mối Ngài đều là chắc chắn, được lập vững bền đời đời vô cùng, theo sự chân thật và sự ngay thẳng. Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là Thánh, đáng kính sợ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.